Kính thưa quý khán giả, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải tiên phong gương mẫu bởi họ là những người nắm vững chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Người đảng viên, dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp, ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mà muốn cho quần chúng hăng hái, thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước làm theo. Đặc biệt, Bác Hồ cho rằng nếu mỗi cán bộ đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là lập đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt. Học và làm theo Bác, thời gian qua, nhiều đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2019-2023. Và phóng sự sau đây sẽ phần nào làm rõ vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Có thể khẳng định, thời gian qua, việc học và làm theo Bác đã giúp cán bộ đảng viên rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, phong cách của mình, có tác phong làm việc gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân, khắc phục được nhiều hạn chế thiếu sót trong công việc và nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, tạo được hình ảnh đẹp về người cán bộ công chức đảng viên trong nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, góp phần lan tỏa tích cực trong đời sống. Đồng chí Nguyễn Tấn Thi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là một trong những tấm gương tiêu biểu. Tháng 8 năm 2018, nhận nhiệm vụ tại phường Phú Chánh với vai trò là bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đồng chí Thi luôn cùng tập thể đảng ủy phường đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng được tập thể ban chấp hành đảng bộ phường có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường luôn có tinh thần cầu thị, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Từ đó chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng phường Phú Chánh ngày càng phát triển. Song song đó, với vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, đồng chí Thi đã tập trung vào công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo phát triển mới cho địa phương. Nhờ sự định hướng tốt công tác tư tưởng của người đứng đầu đảng ủy phường đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, trong thời gian qua, mọi công việc của phường Phú Chánh đều được giải quyết một cách dứt điểm. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Do đó mà 5 năm liền, từ năm 2019 đến năm 2023, đảng bộ phường Phú Chánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với bạn Hân, tôi rất tâm đắc với lời Bác dạy. Đó là muốn cho dân yêu, muốn được làm dân thì việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được làm dân thì trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư. Thì đây là một bài học vô cùng quý giá đối với bản thân tôi trong suốt quá trình công tác mà tôi luôn luôn ghi nhớ, vận dụng để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và góp phần xây dựng cái quê hương thành phố Tân Uyên ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Kể từ tháng 4 năm 2024, đồng chí Nguyễn Tấn Thi nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên với vai trò là chủ tịch mặt trận. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận là tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cán bộ mặt trận cơ sở là những người luôn gần dân, sát cơ sở. Đồng chí Nguyễn Tấn Thi luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện các phong trào, việc làm ý nghĩa, đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố Tân Uyên ngày càng phát triển. Đồng chí Thi là một người lãnh đạo luôn là tính tiên phong, gương mẫu, thì đồng chí luôn chấp hành tốt tất cả các cái nội quy, quy chế của cơ quan, đặc biệt là về giờ giấc làm việc. Đồng chí là một người rất là chỉnh chu trong mọi cái phong cách làm việc của mình. Tất cả các cái nội dung, các cái cuộc họp, các cái hội nghị do của mặt trận tổ chức thì đồng chí luôn phải đảm bảo làm chỉnh chu nhất để mà nó tổ chức tốt các cái nhiệm vụ được giao.
Và đặc biệt một cái nhiệm vụ mà có thể thấy đã rất thành công đó chính là cái Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên lần thứ 12 nhiệm kỳ 2024-2029 thì diễn ra vào tháng 5 năm 2024. Thì lúc đó thì đồng chí Thi vừa mới về nhận nhiệm vụ hơn một tháng thôi. Nhưng mà đồng chí đã tìm tòi nghiên cứu tất cả các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh và của thành ủy để mà tổ chức thành công cái đại hội. Và Đại hội Mặt trận thành phố Tân Uyên là đơn vị thứ hai trong toàn tỉnh tổ chức và đã được Ban Thường vụ thành ủy đánh giá rất là cao về kết quả đã đạt được. Và một cái nội dung nữa mà có thể thấy là đồng chí Thi là một người đặc biệt rất là quan tâm đến cái không gian làm việc của cơ quan, làm sao cho nó sáng, xanh, sạch, đẹp. Và đây cũng là một trong những cái nội dung mà đồng chí đã chỉ đạo cho các xã phường thực hiện để các cái tuyến đường, tuyến hẻm ở thành phố Tân Uyên luôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Thì từ những cái cách làm việc của đồng chí Thi thì nó đã lan tỏa đến cán bộ công chức của khối đoàn thể của Tân Uyên cũng như trong cơ quan, đó là làm sao tất cả chúng tôi phải noi theo đồng chí từ cái phong cách làm việc, đặc biệt là cái tính tự nghiên cứu văn bản tất cả các văn bản chỉ đạo của Đảng, của nhà nước, của mặt trận cấp trên để làm sao thứ nhất đó là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà thủ trưởng cơ quan phân công, thứ hai đó là mình sẽ tiến bộ hơn từng ngày. Tháng 5 năm 2024 thì bản thân tôi cùng với ban thường trực của thành phố đã tham mưu để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Thì với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển thì trong cái nhiệm kỳ 2024-2029 thì bản thân tôi cũng sẽ quyết tâm cùng với ban thường trực, ủy ban mặt trận của thành phố thực hiện tốt các mục tiêu như sau. Cái thứ nhất là sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của mặt trận thành phố trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và tăng cường đồng thuận xã hội và khơi dậy cái truyền thống yêu quê hương, yêu đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Cái mục tiêu thứ hai là sẽ thúc đẩy thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, phát huy tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân để tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của thành phố. Thứ ba là sẽ đẩy nhanh và mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và phản biện của mặt trận, chủ động và tích cực để tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, và sẽ làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, và tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Tân Uyên phát triển bền vững theo hướng là đô thị giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình. Trong nhiệm kỳ cũng sẽ cố gắng cùng với Ủy ban Mặt trận thành phố là xây dựng củng cố hệ thống mặt trận thành phố, là hướng mạnh về cơ sở một cách thông suốt, thực chất và phát huy cái vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên cũng như là các cái ban tư vấn để đáp ứng yêu cầu tình hình mới và đáp ứng cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Thạc sĩ Trịnh Quốc Thanh, giảng viên Viện Kỹ thuật Công nghệ Trường Đại học Thủ Dầu Một, là một trong những tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Trong công việc và đời sống, đồng chí Thanh luôn tâm niệm học Bác là việc làm thường xuyên, suốt đời, để trở thành người tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần phát triển đất nước phồn vinh. Về cái tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn thì tôi luôn phấn đấu rèn luyện mình về phẩm chất đạo đức của mình, luôn là trong sáng, luôn tiên phong đi đầu gương mẫu, thì luôn học tập và làm theo Bác thông qua việc là tích cực học tập để nâng cao và trau dồi về năng lực chuyên môn của bản thân, thông qua việc là học tập rèn luyện về nghiên cứu học, thông qua việc nâng cao về chuyên môn trong công tác giảng dạy, đồng thời thì cũng là rèn luyện học tập để trau dồi để nâng cao cái năng lực trong công tác hoạt động của đoàn, để giúp làm sao cho công tác đoàn và phong trào thanh niên của Viện Kỹ thuật Công nghệ nói riêng cũng như là Trường Đại học Thủ Dầu Một nói chung để luôn là đi đầu gương mẫu trong tỉnh Bình Dương. Trong công tác giảng dạy, Thạc sĩ Thanh luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, sáng chế các mô hình STEM, game thực tế ảo ứng dụng trong hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên trong trường. Từ đó nhân rộng mô hình này hỗ trợ cho các địa bàn ở Bình Dương và thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Hiện đồng chí Thanh là chủ nhiệm của nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố và là tác giả chính, đồng tác giả của 6 bài báo khoa học. Bên cạnh công tác giảng dạy, đồng chí Thanh còn là một cán bộ đoàn năng động, đam mê các hoạt động tình nguyện, là thành viên đội hình tri thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên và người dân. Là một trong những giảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, say mê nghề nghiệp, đồng chí Thanh luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tình thương yêu đối với học sinh, sinh viên
tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thạc sĩ Trịnh Quốc Thanh xứng đáng đạt danh hiệu giảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh 2 năm liền. Thầy Thanh đưa đến chúng em một bài giảng rất là hay và thầy đưa những cái chi tiết ra để giới thiệu những cách cấu trúc nó về những cái hoạt động và nguyên lý, tạo nên một mối liên kết để các tụi em có thể hiểu hơn về bài học và bài giảng để có thể ứng dụng hơn trong cuộc sống. Thông qua những cái điều mà thầy Thanh dạy thì giúp chúng em có thể tìm hiểu hơn về cái các mảng liên quan đến môn chuyên khác chuyên ngành tụi em như là IoT. Ngoài ra chúng em có thể tự tìm hiểu khi mà thầy cung cấp những cái mà trang web hoặc cái phần mềm để chúng em có thể sử dụng và tự học ở nhà. Trong giảng dạy thầy luôn là một người tích cực và lạc quan, thầy luôn truyền cảm hứng cho tụi em trong quá trình học tập và luôn mang những niềm vui khi mà tụi em được học những môn mới, những cái hứng thú để tìm hiểu những cái chương trình mà có thể đó hơi khó với tụi em. Ngoài ra thì trong công tác đoàn thì thầy luôn là một người dẫn đầu và người tiên phong đưa chúng em tới những cái hoạt động mà rất là vui trong những ngoài giờ học ra, khiến tụi em có những giờ hoặc hoạt động vui vẻ hơn. Để xứng đáng với danh hiệu là đảng viên trẻ tiêu biểu, thì nhất thì luôn là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sống và làm việc theo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhất thứ hai là luôn là đi đầu, tiên phong, gương mẫu trong mọi cái mặt về công tác chuyên môn, về công tác đoàn. Cái thứ ba là luôn là rèn luyện, nâng cao về nghiên cứu học, sáng tạo, luôn sáng tạo trong mọi mặt công tác, chủ động nghiên cứu học và đồng thời sẽ là hướng dẫn sinh viên, khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên để nâng cao sinh viên năng lực của sinh viên trong vấn đề về chuyên môn, nghiên cứu học cũng như là rèn luyện về mọi mặt kỹ năng. Luôn cố gắng là gương mẫu, làm việc hết mình, hết trách nhiệm, với sự nhiệt huyết, sự đam mê, tiên phong đi đầu gương mẫu để vững niềm tin, mạnh mẽ tiến bước để luôn đóng góp cho sự phát triển chung của tập thể. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp để phát huy tốt vai trò của chi bộ cơ sở. Chỉ đảng viên nòng cốt có trách nhiệm gương mẫu tạo ra sức mạnh tổng hợp, đóng góp vào công tác xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Chính sự gương mẫu cùng những việc làm sáng tạo hiệu quả của các đồng chí đảng viên tiêu biểu đã lan tỏa đến các cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần mang lại sức phát triển mới cho tỉnh Bình Dương, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống. Kính thưa quý khán giả, thực tiễn cho thấy ở đâu tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy, thì ở đó các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội được thực hiện thắng lợi, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, của sự giáo dục, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân, đặc biệt là xuất phát từ quá trình tu dưỡng, rèn luyện và sự tự ý thức về tính tiên phong, gương mẫu của mỗi người cán bộ đảng viên. Chương trình Đảng trong cuộc sống của Đài Truyền hình Bình Dương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.